bị mình cài đèn cốc mình sợ. Bây giờ mình có điện sáng, mình có gì mình mở điện lên mình hết, mình hết rung rồi. Tới có khi nào mà lục son nào cạch 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 cũng chú? Có luôn có. Chén 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 kiểu mình đó, nhóc luôn, chén kiểu miếng 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 nhóc luôn. Chén kiểu không rồi. Chén mấy cái chén ngày xưa á. Ôi chén hồi xưa chén kiểu là những cái bộ cho cốt là nằm ở dưới phẳng nằm nằm tắt, nằm tắt dưới. Dạ. Đào lên là thấy liền. Là thấy luôn hả chú? Thấy luôn. Bị mình làm nhà mình biết rồi. Con chào chú ạ. Dạ. À, chú bây giờ tụi con kêu chú bằng gì chú? Chú Cương. Chú Cương hả? Dạ. Dạ chú Cương, tụi con cũng nghe nói là ở nhà mình á, ở dưới là có những cái ngôi mộ với không chú? Dạ có. Dạ, vậy là mình đã mấy cái mộ là nó mình bây giờ mình chán mình lắp hết hả chú? Ở cái cốt, cái cốt. Dạ. Cái mộ mình còn nguyên, mình không có dám phá của người ta. Dạ dạ. Giống như bây giờ gì nè. Bây giờ giống như bây giờ là mấy cái ngôi mộ là còn người thân không chú? Người thân không biết ở đâu rồi lâu rồi xưa tới giờ. Dạ, xưa. Bây giờ mình có thể mình giống như bây giờ mình lấy những cái tro cốt á mình đem vô chùa được không? Không, bây giờ lấp dưới trong rồi hay là lên đâu được. Dạ, lấp dưới là, rồi. Là sao hồi đó chú thấy hả sao chứ? Mình không dám đem đi. Dạ. Sợ đất, đất này của ai? Đất nhà nước. Đất của nhà nước hả? Ừ. Rồi chú căn nhà chú ở hả? Rồi ở. Rồi chú ơi, thì hiện tại ngôi nhà mình thì gồm có bao nhiêu ngôi mộ hả chú? Ở trong là cốt không là bái cốt. Ba cô. Còn xung quanh là bao nhiêu? Ba xung quanh là kia ba bên đây hai là năm, năm bên đây hai là bảy, bảy cái mỏ. Bảy cái mỏ, ba cây cốt là mười. Vậy là nhà cái ngôi nhà mình không là mười ngôi mộ. Mười. Là ở trong nhà hết ba cái. Ba ở ngoài bảy. Dạ, ở ngoài là bảy cái ngôi mộ. Là mười. Rồi đó trước khi làm nhà chú thấy rồi sao chú dám làm nhà chú ở chú? Không có đất phải dám ở giờ ở gám rồi. Dạ. Bị mình làm mình thấy rồi đó, thấy hết. Khi chú thấy là chú lắp đất lên là lắp mình mua cái cây mình cúng ta mình tính rồi bây giờ cho tôi xin ở trên cho tôi làm cho tôi bệnh quản vậy đó, đi làm ăn vậy đó xin tại vậy đó xin rồi từ khi chú vào chú ở ngôi nhà rồi chú có thấy gì không chú? Cũng thấy giờ năm nay không có thấy năm rồi thấy chú thấy sao chú thấy là lại xin cơm xin gì cho mình ăn cơm nước mình hay chú nói để sang đấy mấy chú lại bị mình nằm trên bao không phải mình thấy mình nằm trên bao ban đêm á nó lại xin mình giống như là cái vía mà chú hả? Người ta nói xin cơm xin nước nó sáng sớm mới để tôi cúng cho vậy á. Bây giờ giống như bây giờ á chú, bây giờ mình có thể là bây giờ mình là lấy những cái ngôi mộ đó mình đem vô chùa mình cúng được không chú? Không được của người ta không được. Có nghĩa là mà phải có người thân mà. Có người thân đã lợi á. Thân ta lại móc lên từ cho mình giống móc mà chú ơi mà dạ. Từ cái lúc mà chú làm nhà lên á thì có người thân tới đây mà để họ không thấy nghĩa là giống như là người ta không biết hồi năm rồi. Nào biết hồi mấy năm sau rồi lâu rồi là, tức là chú thấy miếng đất ở đây sống là chú... thấy người ta lấy đạo lên chú ơi chú lại ở dạ, nhà chú quê chú ở đâu mà ở đây luôn đất, ở đây luôn mà không có đất đầy hết rồi dạ. Nhỏ chú trên đây luôn trên là xe sao đó hả chú bị đất ở đó của chú đâu rồi có của người ta đã lấy lên rồi dạ. Của cậu á cậu Út á hiện tại thì chú đang ở đây với ai chú ở mình yên với cháu nội hả dạ. Bây giờ cháu nội đi ở với ta thôi còn mình yên chú ở nhà ở với người ta là như thế nào chú hả ở với người ta là như thế nào ở tháng giữ dạ. Cái ta tí nước cứ dạ, vậy người ta gãy đó à, mình đi ở thuê cho người ta ở thuê người ta dạ, dạ. Một tháng được anh chịu gửi à dạ. Nó nhỏ mà dạ, ghẻ dữ vậy ta con biết mới có 12 bị nó tưới nước đi tưới nước cho người ta gãy đó người ta lại ống đó ta mình mở ống tưới đó mở ống quay đó ở đây nó gần đã hút lên chút rồi dạ. Cái khu đất đó là của xã vậy chú ở đây rồi người ta đuổi bất cứ lúc nào hay sao chú ở bữa nào cũng phải mình chịu giờ mình ở tạm mà đúng. Ở tạm mà bây giờ nhà bây giờ không có hộ khẩu không có bảng số đâu thôi bà thôi thôi nhà thôi nhưng mà ở thành nước đang cấp nữa nước điện đang cấp nữa chú ơi nhưng mà trước khi mình ở đây thì xã người ta cũng đã biết rồi hả ông chú ở đây phường phường bảy dạ. Phường bảy là điện nước người ta không cho vô nữa là khổ đuối không một tháng giờ 350 đó điện. Mình ở trên những ngôi mộ rồi chính quyền lại có người ta có nói gì không chú không nói người ta mình tại mình không có mình ở đãi không nói gì không nói các nhà người ta cũng không nói nữa tại vì mình ở tạm vậy đó người ta là ở tạm thì giờ chú có thể dẫn tụi con đi rồi chú chỉ những mộ rồi những cái phần hài cốt nằm đâu được chú rồi dạ mời chú đi chú ở đâu chú chỉ từng cái nha chú
mời cô chú chị đi. Ở đây là ngôi mộ, là mộ cái nè quý cô chú. Đây, đây là ngôi mộ nè. Chỗ này là hai ngôi mộ đúng không chú? Dạ. Dạ. Ngôi nhà của chú Cường không là 10 cái ngôi mộ quý cô chú. Bên đây nó lắp bạc bằng nè. Đó. 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 Bạc bằng ở đó đó. Đó. Xây rồi xây dông nhà luôn đó. Nó bia còn còn cái mộ bia không? Bên này bằng hết trơn rồi nè. Đó chưa? Đó vô quầy đó. Ở đây là mấy ngôi chú? Ở đây mổ nè. Ở đây bia bia bia, bia nè. Bia mộ. Cái này là còn bia mộ. Không? Bia mộ không? Rồi bên đó mình giờ nó bằng hết trơn, không ai lại cúng á. Không ai lại bỏ hết trơn rồi. Đất ngồi nào xưa giờ. Đó đó. Mổ bia bên kia hết đó, thấp hết trơn. Đây là cái ngôi bia mộ nó là quý cô chú. Hiện tại thì ở đây là mấy ạ? Hả? Hiện tại ở đây là mấy ngôi ạ? Ba ngôi ạ. Ở sao là ba? Ở trong là ba, nó là sáu ở trên lầu. Ê hai là 10. Khúc ngoài ở đây cho tụi con xin phép quay một chút xíu nha. Dạ đây là cái những cái tấm bia hả chú? Nhà rồi ở trong nhà mình có luôn hả chú? Còn ba. Còn ba cốt, không có nhà cũng cốt không? Dạ. Mình có thể mình xin, mình cúng vái rồi mình lấy cho cốt đó mình đem đi chùa mình gửi thấy nó tốt quá ta. Ở nào chắc qua Tết này mới tôi lấy lên rồi tôi đi lên đây chùa. Bây giờ á con nói chú vậy nè, bây giờ có người hỗ trợ để mình lấy cho cốt lên nè, chú lấy không? Lấy. Nếu mà có người hỗ trợ lấy cho cốt lên. Ờ thì tôi đem lấy lên chùa. Rồi vậy là mình lấy đem lên chùa. Rồi bây giờ là ở trong nhà mình là ba cái. Ba. Rồi bây giờ chú dẫn tụi con vô nhà coi nha chú. Mạnh đây là một. Đây một cái hả? Đây một cái là chú ở đây. Cốt. Nằm ở dưới. Dạ. Nếu mà bây giờ mình sẽ lấy lên là có cho cốt ở dưới. Cốt ở dưới. Dạ, ngay đào lên là ngay chỗ này luôn. Ở cây cỡ này là sâu tầm 1 mét hả chú? Một học một khoảng 5 tấc à? Dạ. Ở bên đây nữa nè. Ồ, cái này sao dám bước lên ta? Bên đây nè, trên sạt chạy đây nè, đây nè. Dạ, đây một cái. Ở đây, ở đây đây đó. Ở đây nè. Ở đó cốt ha. Đây nè, quý chú. Hay qua đây nữa chưa? Ngay chỗ này một cái nữa. Ngồi nhà ở trong nhà qua đây nó nằm bên đây nè, nó nằm lên bên xác luôn này nè, nằm xác luôn ở sát xác xác luôn đó, xác luôn này nè, xác luôn đó, xác luôn ở thuê ở xác luôn này nè, luôn đó nè, chú cắt nhà luôn này nè, nằm xác luôn đó nè, ngồi nhà chú nè. Còn một cái mộ nằm đó hai bên đây nó sụp rồi nè, không biết có nè, nó sụp hết trơn nè, đây nè. Đây nè, hồi đó chú tráng bằng, giờ nó sụp nó chắc còn cốt ở đây nữa nè. Nó sụp hết trơn đó, sụp hết trơn à. Nè, sụp nè. Nè. Dạ. Chỗ đó có không chú? Hồi đó chú chán vậy nè. Dạ. Bây giờ nó sao sụp sợ nó ở dưới nữa nó. Ở dưới nữa. Đó đó. Là cái ngôi mộ còn cái kia là nằm đâu chú? Đây nè. Nằm ngay cái lu này luôn. Dạ. Chú chắc chắn là có mấy cái luôn hả? Ba cái. Bây giờ ở đây cho tôi sao tôi chắc một lên thử nè. Thằng này nè, bị sụp hết trơn rồi, bữa đó chú chán vậy nè. Dạ. Bây giờ nó sụp nè. Vậy là ở trong nhà là chú chắc chắn là có ba cái. Ba cái, ba cái. Hiện như là chú nghi là ở đây có thêm 2 cái. Chắc cỡ đây có nữa nè. Dạ. Bị nó sụp rồi nè. Sụp nó biết liền mà. Dạ. Nhiều lắm, ở đây mộ không bị người ta đào lên đó, ta làm lỗ đó đó, ta làm lỗ đó, ta móc lên hết trơn. Tối chú ngủ gì chú có cảm giác sợ không chú? Cũng sợ đó, mà nhờ có điện này nè, không dám hả? Dạ. Rồi đó là mình bị mình cài đèn cốt mình sợ. Bây giờ mình có điện sáng, mình có gì mình mở điện lên mình hết rung rồi. Dạ. Tối có khi nào mà lục son nào cạch đâu. Cũng chú. Có luôn có. Hả? Có. Vậy vậy. Nó làm cái chén mình cũng vòng ở dưới cái nồi mình á, cũng vòng ban đêm. Là xác chết đó là có 3 cái đâu. Ba cái mộ nằm ở ngoài đó. Ở ngoài nãy chú đi quay đó. Dạ là ba còn ba cái bia luôn. Ba cái bia đó. Dạ. Lúc mà son nồi mà lõm cõm len can rồi chú cảm giác là sao chú? Chú cũng hơi tóc mình cũng hơi đứng lên á. Đứng rồi. Tóc mình hơi đứng á. Hơi mình lên ốc gà mình á. Dạ. Mình cũng sợ mình. Bây giờ mình gắng mình bày không có đất phải mình ăn gắng ở bây giờ đến sao giờ? Dạ.
Đất này là của sao chú? Của nhà nước. Hồi đó hồi đó tên người ta kêu đất công thổ. Dạ. Đất công thổ đó. Rồi đó đất chốn ma mà. Dạ. Đã lấy lên mình thấy là thấy đất chốn mình lại ở. Cái này chắc hồi đó là chỗ này là cái địa cổ ngày xưa. Ô nhóc luôn. Cái chén gì bể cỏ dưới tôi chú làm nhà đi. Chén kiểu mình đó. Nhóc luôn, chén kiểu miếng nhóc luôn. Chén kiểu không. Chén mấy cái chén ngày xưa á. Ôi chén hồi xưa chén kiểu. Vậy là những cái bộ cho cốt là nằm ở dưới khoảng 5 tấc. 5 tấc dưới. Dạ. Đào lên là thấy liền. Là thấy luôn hả chú? Thấy luôn. Bị mình làm nhà mình biết rồi. Làm nhà rồi biết rồi. Lúc mình tráng nền rồi. Biết rồi. Lúc mà cái thời điểm mà mình tráng cái nền đó sao mình không lấy cho cốt mình gửi vô chùa chú? Mình sợ người ta cán bộ đã thấy đã là. Phải không? Mình không có đất ở người ta mình lấp luôn. Phải không? Lấp kinh mình tính nữa, từ ngày mình có tiền mình tính khác nữa. Bây giờ chú đang kẹt tiền không đem đi chùa được. Chú với cô là về đây bao nhiêu năm rồi chú? Tới 2010 tới giờ. Vậy là 11 có vô 11 rồi. Vậy mình đi ra ngoài đi chú ơi. Dạ. Ở đây nó cũng có cảm giác hơi lạnh. Lạnh thấy cũng sợ hả? Vậy dạ. Chú ở mình em chú cũng thấy sợ chứ. Dạ. Nói cháu. Rồi chú gán ở giờ tính sao giờ? Không có đất rồi phải gán rồi. Nếu mà ở đây chắc con không dám ở. Cái này phải liều rồi, không liều còn ở không được. Ngay chỗ này nè, chỗ này có một... Thôi nè, trước không thôi chứ. Ra ban đêm chú tiểu trong nhà, không đâu tiểu ngoài đâu, làm cầu ở nhà, trong nhà. Ngay chỗ này. Thôi ra ban ngày, ban đêm đâu. Ở đây cũng là một ngôi mộ nữa là quý cô chú, đây. Ngôi mộ này nó còn nguyên. Thật ngồi à. Bao quanh cái ngôi nhà của chú Cương á là 10 cái ngôi mộ. Giờ Mạnh sẽ quay toàn cảnh cái ngôi nhà của chú. Thật sự cái này là nhà của nhà nước á. Lúc mà Mạnh vô nhà mình cảm thấy rất là ớn lạnh luôn quý cô chú. Anh lại ngay chỗ này nè. Đây là toàn cảnh nhà của chú Cường quý cô chú. Quý cô chú bước vào nhà nó có cảm giác lạnh người sao á. Tại vì bao phủ nguyên cái nhà bao phủ 10 cái ngôi mộ quý cô chú. Kẹt lắm, kẹt cái vụ không có nước xài á. Tháng mưa mình phải xài nước mưa và tháng này cái câu nước người ta lại xài cũng khó lắm. Tại nên mình xài nhiều xài ít khó lắm. Có nghĩa là hiện tại là chú chưa có nước. Có nước chưa có điện thì câu đuôi người ta đó. Dạ. Một tháng tới 350. Mới đóng này là sáng năm, cái tháng đóng. Dạ. Thì chú ở đây là chủ yếu là chú làm nghề gì hả chú? Mộc giác. Mộc giác ở chợ Sóc Trăng mình nè. Chị chú mới lại nó mới gặp chú rồi chú là này chú chứ lại không gặp đâu. Mỗi lần chú lại tối không à. Thật sự mà khi mà nghe chú mà kể như vậy ở trong ngôi nhà chú với lại xung quanh đó, thật sự là con cũng nghe con sợ chú. Dạ. Nói chung mà bước vô ngôi nhà là nó có cảm giác lạnh lạnh. Có cảm giác lạnh lạnh đó chú ạ. Ừ, bà chú sợ không? Lại cho vô thấy sợ không? Dạ. Chú ơi, vợ của chú là mất lúc nào chú? Bà mất não bị mình không có tiền nó phải mình hết đeo hết nổi bà đi rồi. Dạ. Ra cái chuyện đi Cần Thơ dạ, không mà lúc chú với cô ở như vậy là cô có thấy không chú? Cô cũng sợ hơn chú nữa bà. Dạ, mình cũng xin hẹn các video tại đây, hẹn với chú những video tiếp theo của mình.